Domestic là thương hiệu bếp từ đi tiên phong về công nghệ, được sản xuất tại tập đoàn CNA Group của Tây Ban Nha, là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị gia dụng được sự công nhận trên toàn thế giới. Domestic được yêu thích tại Việt Nam nhờ những tính năng vượt trội giúp cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng, an toàn và hứng thú hơn. Các tính năng bao gồm mặt kính Scott Ceran chịu lực, chịu nhiệt, chống chảy xước, chống bám bụi. Điều khiển cảm ứng thông minh với đèn hiển thị LED dễ quan sát và điều khiển. Có 9 mức công suất điều chỉnh nhiệt và chức năng booster. Chức năng khóa an toàn. Chức năng cảnh báo chống tràn. Cảnh báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu. Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động. Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp. Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng. Sau đây, hãy cùng chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi khám phá công nghệ ẩn chứa đằng sau những tính năng này bằng cách phân tích chiếc bếp một điện kết hợp hai từ IT773 nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Hùng, chuyên viên kỹ thuật tại siêu thị bếp Esco. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn chiếc bếp điện kết hợp từ Domestic. Đây là thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, được sản xuất bởi tập đoàn CNA, một trong những tập đoàn chuyên sản xuất và gia công thiết bị điện tử hàng đầu thế giới. Để kiểm tra xuất xứ bếp, rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng phần mềm barcode trên điện thoại thông minh là có thể kiểm tra xuất xứ của bếp. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá bên trong chiếc bếp từ này nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng khám phá bí mật của mặt kính Scott Ceran. Mặt bếp gồm hai phần, một mặt phẳng, hai mặt sần, giúp truyền nhiệt định hướng theo phương thẳng đứng, nên không làm nóng mặt kính xung quanh. Vùng bếp từ được trang bị hai tấm kít cách nhiệt, chống truyền ngược nhiệt từ trên nồi nấu xuống, giúp bảo vệ mâm từ và các linh kiện điện tử bên dưới. Trong bếp điện được sử dụng mâm nhiệt của hãng Ezio. Đây là công ty chuyên sản xuất mâm nhiệt cho bếp và bảng điều khiển thông minh cho bếp từ. Phần bếp điện gồm 3 vòng nấu với 3 nguồn cấp riêng biệt, giúp bạn sử dụng hiệu quả và tiết kiệm. Phần quạt tản nhiệt giúp làm mát cho bo mạch bên dưới và đẩy khí nóng qua khe thoát nhiệt. Now we have liquid nitrogen. Manche kommen auf verrückte Ideen, um sich die Reinigung zu erleichtern. Dabei ist es so einfach. Grobe Verschmutzungen und eingebrannte Speisereste auf der erkalteten Kochfläche mit einem Reinigungsschaber aus Metall entfernen. Einige Tropfen eines geeigneten Glaskeramik-Reinigungsmittels auf die Kochfläche geben, mit einem Küchenpapier verreiben, mit einem feuchten Tuch die Reinigungsmittelrückstände entfernen und mit einem sauberen Tuch trocken nachwischen. Fertig. Nur mit Induktion geht's noch schneller. Da auf der relativ kalten Kochfläche nichts einbrennt, braucht's keinen Reinigungsschaber. Nur reinigen, wischen, fertig.